Chuyện xóm tôi là web drama mới nhất thuộc thể loại hài được Thu Trang ra mắt. Với sự đầu tư cực kỳ chất lượng về mặt hình ảnh, bối cảnh, kịch bản cũng như dàn diễn viên, hai tập đầu tiên của Chuyện xóm tôi đã lần lượt mang về gần 10 triệu và 8 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày công chiếu. Hiện tại, cả hai tập của Chuyện xóm tôi đều đang đứng trên top thịnh hành của YouTube. Vậy vì sao web drama Chuyện xóm tôi lại đạt được chú ý nhiều như vậy? Chủ đề nóng bỏng về tầng lớp lao động nghèo và bài học lòng tốt chưa bao giờ cũ. Như đã đề cập, Chuyện xóm tôi xoáy sâu vào cuộc sống mưu sinh của những người lao động nghèo sống dưới đáy xã hội. Họ dành từng ngày để suy nghĩ về chuyện tiền nong, cơm áo, thậm chí lún sâu vào loạt tệ nạn như là trộm cắp, bài bạc, rượu chè. Nghe qua thì có vẻ giống ròm, giống cậu cò đề ốm hom và những người dân ở khu chung cư sập xệ bị trói chặt bởi những con số. Thế nhưng, cài cắm trong câu chuyện tưởng chừng bi kịch lại là một yếu tố tươi sáng, tích cực mà ngay cả ròm cũng không hề có, đó chính là tình làng nghĩa xóm. Những con người của xóm lom com có những nỗi lo toan riêng, hoàn cảnh không ai hiểu được. Thế nhưng, khi một ai đó gặp nạn thì tất cả sẽ tụ họp lại và ra sức giúp đỡ bằng mọi giá. Phía Thu Trang cũng đã thành công thắp lên một ngọn lửa ấm áp lạc quan giúp cho web drama Chuyện xóm tôi mở được cánh cửa trái tim của người xem. Câu chuyện về lòng nhân ái chưa bao giờ cũ, đặc biệt khi nó nhen nhóm trong một hoàn cảnh mà tưởng chừng như chẳng hề có chỗ cho sự tử tế. Dàn diễn viên thân quen nhập vai cùng tuyến câu chuyện đời thường dễ cảm. Lúc được hỏi, chính Thu Trang cũng đã chia sẻ, khi bắt tay thực hiện dự án này, cả tôi và anh Tiến Luật đều nghĩ đơn giản là mình đang mang đến một góc nhìn tươi mới, tích cực về tình cảm xóm làng ở nơi gọi là đáy xã hội. Không phải ai sinh ra cũng muốn làm người xấu. Chuyện xóm tôi có không ít nhân vật, nhưng mỗi người đều có dịp thể hiện cái duyên và câu chuyện của mình. Họ không để sự nghèo khó, khổ cực lấy đi phần người bên trong. Ngược lại, xóm lom khom cũng sẵn sàng giang tay để ôm lấy những con người muốn nỗ lực hoàn lương. Hai nhân vật nổi bật nhất của series Chuyện xóm tôi chắc chắn phải là Nhót do Thu Trang đóng và Mạnh Gấu do Tiến Luật đóng. Cả hai khiến khán giả ấn tượng nhờ chính sự không hoàn hảo đến khiếm khuyết của họ. Nhót có tật ăn cắp vặt, hay trộm này lấy kia và đem bán để đổi lấy vài bạc lẻ. Mạnh Gấu thì từng là đại ca giang hồ, vì xui xẻo mà bị chính quyền bắt giữ. Cả hai có thân phận không trong sạch nhưng ít nhất họ mang trái tim lương thiện và muốn mình lương thiện. Đó là khi khán giả chứng kiến Mạnh quan tâm bà Bảy do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Sáu đóng, hay là cách Nhót được người dân trong xóm yêu mến. Chuyện xóm tôi có dàn cast cực kỳ xịn sò khi toàn những cái tên quen mặt được khán giả yêu mến như Má Giàu, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, Thu Trang, Tiến Luật, Lê Giang, nhóm Phát TV Huỳnh Phương, Vinh Râu, Thái Vũ. Các nhân vật từ lớn đến bé đều có đất diễn đủ rộng để phô diễn tính cách và câu chuyện của riêng mình, đồng thời giúp đỡ nhau phát triển, làm cho sự đoàn kết của xóm lom com trở nên đáng tin và giúp người xem đầu tư hơn đối với phim. Vẫn là Thu Trang, Tiến Luật và những miếng hài duyên dáng đúng chỗ. Đừng chỉ nhìn vào phần cốt truyện ở phần cơ cực của Chuyện xóm tôi mà quên rằng thế mạnh của Thu Trang vẫn là hài kịch. Trong web drama Chuyện xóm tôi vẫn có không ít khoảnh khắc cười lăn cười bò được thể hiện, tung hứng duyên dáng giữa các nhân vật. Tương tác giữa Nhóc và Mạnh Gấu như kiểu nước với lửa vô cùng đáng yêu. Các thành viên trong xóm khi tụ lại giả chuyện cũng tạo nên nhiều tiếng cười, bất kỳ ai cũng có cơ hội nhả thoại cực chất và đáng nhớ. Tuy nhiên, phim Chuyện xóm tôi không hề đẩy quá đà khía cạnh hài hước. Đây là nét đặc trưng đã lâu của phần lớn các dự án phim chiếu mạng của Thu Trang kể từ Chị 13. Phần kịch bản vẫn tài tình, chừa chỗ để phát triển những tình huống đinh quan trọng như là việc bà Bảy bị bệnh tim phải đi cấp cứu khiến cả xóm nháo nhào, hay chuyện đời của Mạnh Gấu và cách mà xóm lom com cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời. Sự pha trộn cùng nét tươi sáng và những nốt trầm làm cho phim Chuyện xóm tôi vẫn giữ được nhịp độ cân bằng, không bị đổ hẳn sang bất kỳ một cán cân nào. Hình ảnh, bối cảnh chân thật. Công bằng mà nói, nếu so với những web drama thường thấy, Chuyện xóm tôi thật sự là tốt hơn rất nhiều, từ những cảnh quay cho đến cảnh chuyển cảnh. Người xem có thể thấy được sự tồi tàn, cũ nát và nghèo khổ của những người dân sống ở đây. Tuy nhiên, cảm giác mà bộ phim Chuyện xóm tôi mang đến lại không có tù túng bí bách. Điều này chính là nhờ tông màu phù hợp được sử dụng xuyên suốt bộ phim. Chuyện xóm tôi của Thu Trang chỉ mới đi được 2 tập, nhưng tình cảm của khán giả dành cho phim đang vô cùng lớn. Mong rằng đây sẽ tiếp tục là thành công của Hoa hậu hài với mảng phim chiếu mạng, khép lại một năm 2020 và mở ra một năm mới với nhiều điều tích cực cho phim ảnh và cả đời sống. Chuyện xóm tôi dự kiến lên sóng vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần các bạn nhé!